Diện tích chuồng sàn là 100 mét vuông. Cái độ sâu của sàn là 30. Tách nước. Hồ bên này là 8. 20 năm. Đít này cho 1.000 con. Khu vực này là ổ đẻ nè. Ổ đẻ thì chiều giờ là khoảng 1,5 m, 16. À, dưỡng ong 16. Ở dưới này là có một lớp cát. Dưới lớp cát và đây là lớp tráo nè, sạch tên cùng là rơm. Ok. Ở ngoài kia là một cái hồ. Nước phân biệt là thoát ra đường này. Đây. Nước phân biệt thoát ra này. Là ngày là xịt rửa một lần. Khu vực này hồ 8 này. Này là hồ xã. Đường ống xã ra núi này. Rồi, ok. Rồi, dụng cụ vỏ sim cung cấp